Thưa quý vị, từ tháng 5 cho đến tháng 8 đây là cao điểm của bệnh dại. Đây là căn bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người rất nguy hiểm. 100% người bị bệnh dại sẽ bị tử vong. Mỗi năm trên thế giới thì có hàng chục ngàn người bị tử vong, phần lớn là ở trẻ nhỏ. Và hơn 10 triệu người phải tiêm vaccine phòng dại vì phơi nhiễm căn bệnh nguy hiểm này. Và chỉ riêng trong tháng 4 thì tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có nhiều trường hợp tử vong do bị chó dại cắn. Và nguyên nhân là người dân đã chủ quan, lơ là và có những quan niệm sai lầm về bệnh dại. Hai người trong một gia đình tại tỉnh An Giang đã không may tử vong do chủ quan không tiêm phòng sau khi bị chó nhà cắn. Tại Nghệ An, một bé trai 7 tuổi sau khi bị chó cắn đã được thầy lang bốc thuốc nam cho uống. 2 tháng sau phát bệnh dại và tử vong. Lâu nay, nhiều người vẫn cho rằng chỉ khi nào vết cắn sâu hoặc theo dõi con vật cắn, nếu chết mới đi tiêm phòng dại, hoặc chỉ cần đắp thuốc lá, uống thuốc nam là có thể khỏi bệnh dại. Thế nhưng những quan niệm này là sai lầm. Có thể chúng ta tiếp xúc với những cái tiếng nước bọt, chất thải, những cái gì mà của con vật gây bệnh vào những cái vùng da tổn thương, chảy xước hoặc vô niêm mạc đều có khả năng lây truyền bệnh dại, chứ không nhất thiết là phải qua vết cắn mới lây truyền bệnh dại. Bệnh không có thuốc đặc trị nhưng hoàn toàn có khả năng dự phòng bằng cách tiêm vaccine. Theo các bác sĩ, tiêm vaccine sẽ tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh dại cho cả người lớn và trẻ em sau khi tiếp xúc hoặc bị con vật nghi bị dại cắn. Khi mà chúng ta có bị những cái yếu tố nguy cơ thì chúng ta cố gắng xử lý vết thương tại chỗ bằng cách rửa dưới bờ nước chẳng hạn nè, rồi dùng những thuốc sát trùng như là xà bông chẳng hạn. Sau đó chúng ta đến ngay cơ sở y tế để tiêm phòng sớm nhất. Chúng ta phải tuân thủ lịch nè, cái thời gian tiêm phòng là bao nhiêu mũi nè, khoảng cách giữa các mũi là bao nhiêu nè. Vì mũi tiêm phòng dại không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước, nên người dân có thể đến các trung tâm tiêm chủng hoặc bệnh viện để tiêm dịch vụ mũi vaccine phòng dại. Tại Việt Nam, hiện đang có 3 vaccine tiêm phòng dại thế hệ mới, được dùng để phòng chống bệnh dại và hỗ trợ điều trị phòng bệnh dại sau phơi nhiễm.